đang là 8 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm 2019. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Trên màn hình là một bộ sập thờ gỗ hương đỏ chân 20. Đây là bộ sập thờ Mai Điểu của chúng tôi vừa hoàn thiện xong rồi. Bộ sập thờ này của khách hàng ở tại Ngô Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ. Chúng tôi đang chuẩn bị để vận chuyển đến nhà khách hàng, thì trước khi tôi quay lại một video clip để gửi tới khách hàng cũng như là giới thiệu quý vị các bạn bộ sập thờ này. Bộ sập thờ thì bao gồm cả bàn cơm, chất liệu gỗ hương Nam Phi. Đây là tổng thể của bộ sập đây. Đi vào giới thiệu chi tiết hơn thì tôi quay phần chiếc dạ sập này. Dạ được đục chạm Mai Điểu. Hôm trước thì bác đã đến ký duyệt sản phẩm rồi, nên tôi là hoàn thiện xong rồi. Ở bên cổ, bên trên cổ là đục dòng trầu cuốn thư, nhưng được hóa dòng. Và mặt là mặt hai lá. Đây là phần ngang, ví dụ ở đấy là chân 20. Cái bộ sập thờ này thì còn gọi là bộ sập thờ Mai Điểu hay là gọi là sập thờ cây. Đấy, ngoài ra là đi kèm một chiếc bàn cơm. Thì bác đặt chúng tôi ở một chiếc bàn cơm là kích thước là to 1.87, cũng gần bằng sập thờ luôn. Bàn cơm rất là lớn, có thể để được 3 mâm cỗ rất thoải mái. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ tới xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987 50086 nhé. Sở có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và tôi sẽ để hình ảnh của sản phẩm bên dưới website Đồ Gỗ Tùng Tám .com để mọi người có thể truy cập và xem chi tiết được hơn sản phẩm. Và xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để xem hết clip này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video clip khác.